Thế là xin kính chào quý khách. Lúc này đang là buổi chiều tối ngày 18 tháng 8 năm 2017. Tôi đang bốc xếp một cái hàng để đi Hà Tĩnh. Trong đó có một bộ trường kỷ mắc mắt có gỗ lim. Bố nhảy lên đi. Trường kỷ lim rất nặng. Một bộ trường kỷ lim, một bộ trường kỷ bắc bộ và gỗ lim. Và phía này là trường kỷ lim này. Và phía này là một bộ trường kỷ đục tích ngũ lân, trường kỷ Huế đục tích ngũ linh lân bằng gỗ vụn ta Quảng Bình. Đó, từ gỗ thành lân chúng tôi chuẩn bị bốc hàng lên xe để đi thành phố Hà Tĩnh. Và tiếp theo là một bộ bàn ghế ăn, mẫu Louis thời Pháp, và cái vách này là vách đồng hồ Pháp cổ, nó rất chi là đẹp. Khách nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với thành lân chúng tôi theo hai số điện thoại ghi trên màn hình: 0967 110389 hoặc là 0972 770 888. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu bốc hàng lên xe. Chúng tôi theo quý vị đang xem là chúng tôi quay tại cơ sở 1 ở đường Vũ Thành Luân, tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi xuất phát từ buổi tối ngày hôm nay cho đến sáng mai chúng tôi sẽ có mặt ở Hà Tĩnh để bàn giao 3 bộ sản phẩm này. Chúng tôi đang xem quay tại cơ sở 1 ở đường Vũ Thành Luân. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách. Và xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Anh đến rồi, thế thế sợ yếu hết rồi. Có ấy cao lên không? Cao lên, cao lên, cao lên. Cho nó ngồi lên trên kia vai ấy. Anh lấy kiếm đâu hai cái đôn cho vào giữa ấy. Hai cái đôn thấp thấp ấy cho vào giữa. Cho hai cái đôn bàn phấn vào giữa là được. Lấy đi, ở bên kia có đôn bàn phấn cũ cũ, chúng mình sang lấy cho các. Ở giữa mặt đi, cho mặt xong là nó cao lên đấy. Cho này á? Ờ. Không. Cao mùa lên đây rồi. Ờ. Cho đôn vào. Thì nó vuông, nó vuông. Cái này được.